cho các bạn nhé. Còn mình xin hướng dẫn các bạn cách được claim đào đồng token TT coin. Thì đồng token này nó sẽ list trên sàn Koibazan vào ngày 25 tháng 8 và sàn Bilaxy ngày 30 tháng 9, ProBit ngày 23 tháng 10 nhé. Rồi thì các bạn có thời gian rảnh thì cứ lên tải app về để đào miễn phí, cứ 23 giờ sau 24 giờ các bạn truy cập vào để điểm danh, gọi là điểm danh để nó đào tự động nhé, hoàn toàn free. Thì muốn đào được đồng token này các bạn truy cập vào link web ở phần dưới mô tả nhé, để các bạn truy cập vào link website hoặc là link để tải app mình để phần dưới mô tả. Sau khi đã vào được link website thì nếu mà các bạn vào link website các bạn chỉ cần nhấp nhận token thì nó sẽ mở ra được cái link để tải về điện thoại nhé. Để các bạn nhấp vào cài đặt, ở đây mình đã cài đặt rồi thì mình sẽ chỉ mở ra thôi. Đó thì ở đây các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Google. Đó, sau khi đã đăng nhập được tài khoản Google thì các bạn nhấp vào đây Start TTC để bắt đầu đào nhé. Đó thì cứ sau 24 giờ các bạn vào để đào là ok thôi. Các bạn cứ có thời gian rảnh thì cứ lên đào để hô tích trữ càng nhiều cái đồng token này càng tốt nhé. Còn nếu bạn muốn claim thì các bạn vào các kênh YouTube của mình ấy, để tham gia vào những cái kèo airdrop, ví dụ như là chuyên về mạng Balancer Smart Chain là chủ yếu, dùng Figa để nhận token nhá. Ở đây nó có nhiều dự án, các bạn cứ vào đây để nhấp vào to nhận token và copy contract và làm theo hướng dẫn trên website luôn. Đây để các bạn tham gia nhé. Còn nếu bạn chưa quen sử dụng thì các bạn lưu ý cho giúp mình cái cột bên cánh tay phải đây là những cái dự án airdrop đặc biệt đây thì là những cái dự án sắp hết hạn được đẩy lên trên đầu đây để các bạn dễ dà lại xem mình đã tham gia dự án nào chưa. Nếu mà các bạn tham gia rồi thì bỏ qua, còn không tham gia thì hãy tham gia để đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội tham gia miễn phí phần thưởng token này nhé. Rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để đào được cái đồng TT coin. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên, và thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net nhé, để cập nhật và tham gia những dự án mới phi phần thưởng tốt nhất. Video xin được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.